chào mọi người nha mọi người ơi. Chào bạn nha. Chào xanh bữa nay tiếp tục xe ghi đi câu cá hả bạn? Bữa nay giờ năm bữa hổm thấy anh em mình câu dính cá bự dừng năm phê quá, dừng năm gũ nữa bạn ơi. Bữa nay hôm nào cũng gũ đi nữa. Trời ơi. Phải đi mới được. Đây qua bạn, bữa nay anh em mình kiếm cái kinh nhỏ nhỏ giúp bạn ơi. Giờ anh em mình bắt đầu câu luôn hả bạn? Xuống cần. Thôi, để tao mở hàng trước cho được rồi tao mở hàng. Ai biết được à. Đây. Có gì đâu bình thường. Già là phải vậy rồi, đúng không Lập? Nay có Lập theo nữa bạn. Ai nhả? Bữa nay hoài. Bữa nay hai cha con ảnh xong kiếm hộp bích. Thèm chứ mới lụm lên cái dục, mới lụm lên cái dục. Thứ gì chịu nổi luôn. Kệ họ cháy luôn giờ năm. Rồi. Cột vô đi giúp đi. Cột vô đi đi. Cột gì? Cột dây vô đi. Cái này cái bao này. Hút nữa ơi. Đâu? Lử đó nè kìa, đưa lử giống kìa nhá. Đưa cái lử kìa. Đó, le cái lử ra được không? Le cái lử ra được không? Bỏ này luôn hả? Ai cái cần câu của con kìa. Này, khen ngăn hưa. Khen hưa bữa nay không được câu đâu. Chứ hút chợ. Hút chợ ha. Chứ ai cho câu đâu. Đây là cái con gì đó. Đó hả? Nó con gà. Con cắn không? À, con gà nè. Dính hai ba con luôn. Nên móc móc cần mới hay gì vậy? Rồi bữa nay nay xả cần mới luôn trời. Kia nó thí đổi quá. Đầu quá. Nó thí đổi. Nó thí đổi gì tự hiểu. Mày cứ cứ mày. Dạ lắm, mày là cũng lên cặn đi. Chưa từ từ. Cho con gì nó ấy hết chưa? Không mày mất cái đất rồi. Bất cần chi gì? Ổn rồi thì không làm. Thấy không? Trời ơi trời, có nhiêu? Đỡ hút nữa rồi. Hoài. Nóng chữ luôn. Sao rồi ông Lập? Đái của mình. Đái bậy dính nặng rắn cái gì? Chơi gì vậy? Đâu rồi? Cái gì vậy? Cá chốt. Cái hộp đâu kìa anh? Cá chốt các bạn ơi. Tôi tuốt cho mày sao gỡ. Dạ. Để bây giờ. Dạ. Ừ, dữ rồi. Tuốt cho mày sao gỡ. Chạm đạo lắm nghe. Mở miệng nó bậy nữa rồi đó. Tuốt trong cú họng rồi sao tao gỡ đây nè. Để mày đựng cá nha mày. Cho nó miếng nước gì nè mày. Nó chết khô trong mưa hổm. Ăn dữ dữ đi. Nuốt rồi. Đây giờ mình Việt Nam mới gì? Gì? Lợi lợi xe ông Long, lợi xe ông Long có cây dao á. Sao căng mới dính? Dạ. Không gì mới bỏ. Cái trong giấy quá im luôn. Quá, không im rồi. Cho miếng nước Việt Nam. Đây.
lên trên đi. Rồi đi 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 lại mấy nó rồi. Rồi dính tao hú. Dạ, sao lên trên. Con cá coi ngay. Cá chốt. Mờ quá các bạn ơi. Dính được con nào chú fan? Hay dữ trời. Trời ơi, cá bự kìa. Bự ốc cục ha. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Cái mày. Đây là năm núp kìa các bạn. Đây. Rồi qua đây, qua đây. Xíu té. Qua đây. Em bỏ vô. Ừ, nè. Được. Kẹn mày cho lắp. Dứt lắp. Được. Hãy lên cho nè, đưa cái bình cho ba con đi, đưa cái bình đó. Dướng cái máy. Được một em cá rô nữa bạn ơi. Hai con các bạn. Sớm giờ di chuyển mà được có hai con à. Xém đi heo ngày có con dây rồi chạy. Ngồi xích vô đây nè. Mày là thánh gớt đó. Không lẽ hai tay gớt. Ai biết được đâu. Anh nói rồi anh mà ở đây mò dính mà. Mò được mà. Anh mò quá. Mà ra tay thì đâu có con nào mà có nữa tới mùa nước á, lên nhà chỗ con bạn em nuôi cá câu, nuôi cá lóc cho luôn à. Lúc nuôi hả? Không, mình câu phía ngoài á, cái bụng mùng lưới á là nó câu cá dính cá chim bành bành. Vậy sao mày đã ra tay rồi mùa nước á, năm cũng bó tay bọc đều nghe bộ mà không nhỏ. Ừ. Không không nhỏ xíu bọc đều nha, những năm vẫn ăn. Ăn cái gì? Một điều mà ăn gì? Bự nhỏ không cần thiết, miễn có là được rồi. Bắt cá lồng đồng. Cá lồng đồng chơi. Chạy ngoài bắt hai cá rô vô kìa gì. Làm ăn hết luôn. Đúng mừng chỗ lúa đó. Mùa quá. Chị Năm rủ đi mấy ngày im im không mà trời. Hứa với quá mưa à. Trời. Hứa với các bạn nha. Chờ mình trong giây lát đi, có điều bất ngờ nha. Bụi nè. Giấy là thường không có. Giấy là thường không có. Hàng quảng cáo là hàng kém chất lượng. Hơi hơi coi trong mắt lên coi. Quảng cáo. Cao á. Cao. Mở mắt lên coi, trong mắt lên coi. Phải vậy mới được. Thôi cá, chứ. Thôi cá rồi. Khoan khoan, dướng rồi, dướng rồi, dướng từ từ. Đây nè, anh quay nãy giờ mà. Ôi. Ê, ê. Có cá các bạn ơi. Trời ơi, được con mày dính bạn ơi. Mày dính thấy dảnh ta. Đây. Đây các bạn ơi. Trời ơi, mình cũng làm được cái chứ. Sao giỡn được, đưa cho thằng Di nó quay kìa. Sao giỡn được hả Lập? Có cá là nha các bạn. Mình số mình dính với mày dính hay gì á. Mệt dữ vậy. Đây, một điều. Quay giùm cậu đi Ken, cho chú Lập mày ấy đi. Ngồi nó rồi Lập. Cuối cùng mình cũng dính được con. Cùng tay vậy nè. Bự lắm. Bằng cái mày á. Bằng cái mày á. Lớn nè. Thời hơi cái mày thiệt. Rồi ra. Làm gì cha? Nè bỏ vô coi. Bỏ cái gì vô mới được. Bỏ vô coi. Bỏ vô rồi. Bỏ vô úp lại sao bỏ. Thứ mấy con vịt tẻ bậy này mà. Ủa, nó đi anh đâu mà anh còn được hay dữ người ta. Nghe các bạn. Đâu. Hai hẻm. Năm đâu vậy đó. Có cái he nó chạy. Nhưng mà nãy giờ anh em gồm anh đâu dám la. Đâu la được. Cả ở hẻm. Chỗ.
cá heo. Bố mẻm nha. Nằm gô hả? Gô hả? Sao rồi? Em đâu? Xịu à. Được nhiêu đó hả? Được con gô phi bự hả? Nãy vụt hai con cá gô phi rồi. Đây bạn ơi. À, ra nãy giờ là gô phi chứ không phải là chê hả? Không có gì. Ai ơi, vậy cuối cùng vớt giác là được nhã châu. Trời ơi, dịch đẹp kè ngọt kìa. Dịch đẹp kìa, sốc bay sốc trăng mà đi... đi làm găng. Sốc bay sốc trăng. Nhìn là hiểu rồi. Sốc bay sốc trăng đi làm găng. Nhìn là hiểu là biết rồi. Nhìn là biết đồ lô rồi. Nhìn là mất tiêu rồi ta. Đây đem mình cá lên đi gì. Ở bên dưới rồi. Giờ chắc anh em mình về luôn các bạn ơi. Trời quá mưa các bạn. Các bạn đợi xíu anh em mình về tới nhà quay hình quả cho các bạn cùng xem nha các bạn. Ủa sao không đổ xe đâu kỹ vậy? Dấu gì đổ gì nữa? Còn có dấu đâu? Không dấu ai dấu? Xe thì mốt ông coi clip đi không biết ai à. Ê cái gương mặt. Lội lên mà sao thấy chiếc xe đâu mà mình nằm đâu kỳ kỹ đây ta. Ông nói xe không ai dắt để đây để mưa kìa. Lập cho ai? Gãy ông cái gì á? Cái gần ghen nè. Anh nghe cái bài của Thái Vũ á. Đít ông già vợ. Chơi ngộ mày luôn. Chơi luôn nè. Ông già vợ ó đông. Yeah, ông già vợ ó đông. Đó, kìa, giờ anh tối gì? Đó bạn ơi, anh em mình chạy về nhà cái nha các bạn ơi. Nãy giờ chào các bạn ba lần chưa được về nữa các bạn. Giờ anh em mình về thiệt nha các bạn. À các bạn ơi, mà chiều anh em mình về tới nhà mưa quá các bạn. Tính nướng mớ cá đó ăn cơm mà nhớ Châu đi làm các bạn. Thành ra anh em mình không có ăn luôn các bạn ơi. Mình anh em mình về chắc thấy cũng ít, chắc anh em mình để lại số cá đó cho gì năm mươi năm ăn cơm trưa luôn nha bạn. Không có đặt ngọt hút xanh đi. À làm ngọt hút xanh gì? Hút xanh gì, làm cá rồi. À anh em mình để lại cho gì năm ăn ngày mai ăn cơm trưa luôn nha các bạn. Tại nhã Châu đi làm các bạn ơi, không có nhã Châu anh em mình ăn không vui các bạn. À nếu các bạn thấy video câu cá của anh em mình có gì đó thiếu sót mong các bạn thông cảm nha. À nhớ để lại bình luận bên dưới và ấn chuông bên cạnh để xem các video tiếp theo của anh em mình nha các bạn. À chúc các bạn xem video vui vẻ. Chào tất cả các bạn, nhớ like, share, đăng ký và cho anh em mình một like nha các bạn. Các bạn bye bạn. Không đâu.